Sơn kính cách nhiệt Nano Sketch, công nghệ chống nắng mới thay thế phim cách nhiệt, giảm ngay 8-15 độ C khi lăn lên kính, khắc phục các nhược điểm của phim cách nhiệt như không làm tối phòng, không bị bay màu, không bong mép rỗ khí trong 20 năm sử dụng, có giá thành thấp hơn phim cách nhiệt. Nano Sketch, nhà cực mát, kính cực trọng. Truy cập ngay website sketch.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Chủ nhân bí ẩn của nón sơn, công ty được ví như mật vụ Kingsman Việt là ai? Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang nón sơn có vốn điều lệ 200 tỷ đồng do hai vợ chồng ông Trần Anh Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Hà sở hữu. Nón sơn là một thương hiệu khá thân quen với nhiều người, dù có thể họ chưa từng bước chân vào cửa hàng bởi vì thương hiệu nón mũ này sở hữu tới hàng trăm cửa hàng với tông màu hồng bắt mắt, hầu hết tọa lạc tại những vị trí đắc địa tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nón sơn khởi đầu từ một cửa hàng chuyên kinh doanh nón thời trang ngoại nhập tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1996. Hiện tại thì thương hiệu này sở hữu 193 cửa hàng trên khắp cả nước, trong đó có 20 cửa hàng tại Hà Nội và 57 cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nón sơn hiện có khoảng 300 lao động. Hệ thống này liên tục mở rộng mặc dù kinh doanh sản phẩm không còn thời thượng mà cũng không đông khách theo quan sát của người tiêu dùng. Bởi vậy, mạng xã hội nói vui rằng nón sơn như một địa điểm bí mật tương tự trong bộ phim mật vụ Kingsman, nơi mà các điệp viên bí mật sẽ gặp nhau tại trụ sở là một tiệm may vắng vẻ. Được biết, tổng tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang nón sơn vào cuối năm 2019 đạt hơn 320 tỷ đồng. Vào tháng 2 2020, vốn điều lệ của nón sơn được tăng từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng với hai thành viên góp vốn là ông Trần Anh Sơn sở hữu 79,09% và bà Nguyễn Thị Thu Hà sở hữu 20,91% vốn còn lại. Trong khi bà vợ ông Sơn từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khi ra mắt dòng sản phẩm túi sách Hermès với thương hiệu Ahanaba thì ông Sơn lại rất đội bí ẩn. Mọi công việc điều hành hay làm việc với truyền thông ông Sơn đều giao cho ông Nguyễn Ngọc Tý, giám đốc điều hành thực hiện. Ông Trần Anh Sơn từng cho biết, bất kỳ sản phẩm nào cũng có nhiều phân khúc thị trường, đó là những đối tượng khách hàng khác nhau. Nếu như thị trường mang tính đại trà giảm đi thì nón sơn sẽ xâm nhập sâu hơn vào những thị trường ngách. Chúng tôi sẽ đi sâu vào những khách hàng mục tiêu, ví dụ như trẻ em, người chơi thể thao như là golf hay tennis. Nón đi biển, dã ngoại, dạo phố, nón chuyên dành cho những buổi dạ hội hóa trang. Theo chia sẻ của một nhân viên cũ thì ông Sơn rất có gu mỹ thuật và không thỏa hiệp với vấn đề chất lượng. Những sản phẩm của nón sơn đều được làm một cách bài bản, chuẩn từng cái và chất từng chiếc. Về phía người vợ của ông Sơn là bà Nguyễn Thị Thu Hà thì bà này từng làm tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines, rẽ ngang cùng chồng Trần Anh Sơn gây dựng thương hiệu nón sơn. Sau khi nón sơn được biết đến thì bà Thu Hà đã chuyển sang làm túi sách Hermès với thương hiệu Ahanaba. Đây là loại túi đan móc, cầu kỳ và tinh xảo mà bà cho rằng hoàn toàn xứng đáng xuất hiện trong các event sang trọng. Bà tiết lộ mình có nguồn nguyên liệu đặc biệt, ví dụ như sợi vỏ cây Nam Phi hiện nay chưa ai có. Về phía khách hàng, bà Hà cho biết một phần nhỏ khách hàng Việt Nam rất thích nhưng lại cho là giá quá cao. Một số cũng nói là giá cao nhưng vẫn mua. Riêng khách hàng người nước ngoài thì không chỉ mua một mà mua nhiều cái. Họ chia sẻ rằng chưa từng thấy chiếc túi Hermès nào tinh xảo đến như vậy. Được biết, năm 2018, doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang nón sơn đã 123 tỷ đồng, tăng 84% so với năm trước đó. Lợi nhuận cũng tăng tương ứng nhưng mức tuyệt đối lại khá thấp, từ 1,5 tỷ đồng lên 2,71 tỷ đồng. Sang năm 2019, doanh thu chững lại khi chỉ tăng nhẹ lên 126 tỷ đồng, trong khi lãi gộp giảm 20% xuống 47 tỷ đồng. Tuy vậy thì lợi nhuận trước thuế vẫn tăng tương đương năm trước, đạt 2,73 tỷ đồng. Bình quân mỗi cửa hàng đạt được doanh thu khoảng 650 triệu đồng trên năm, tức là khoảng 54 triệu đồng mỗi tháng. Mức doanh thu bình quân này có thể không đủ bù đắp được chi phí mặt bằng tại một số vị trí đắc địa. Theo chia sẻ của lãnh đạo nón sơn, doanh thu chủ yếu của công ty là từ nón vải. Nón bảo hiểm là mặt hàng mới phát triển sau này nhưng không cạnh tranh nổi vì hàng giả quá nhiều. Phạm Trang, Vietnam Business Insider, Độc Đáo TV. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.